Trên quy mô 200 hecta, nơi đây là một quần thể kiến trúc bao gồm các khu tưởng niệm mẹ Việt Nam anh hùng, khu dành cho các đối tượng là người có công với đất nước và cán bộ cao cấp, khu dành cho người Hoa, khu mộ gia đình, người không tín ngưỡng và các đối tượng khác. Ban quản lý Hoa viên Nghĩa Trang cho biết khoảng 40% diện tích đất của Hoa viên được sử dụng làm đường, trồng cây, làm hồ nước và xây dựng những công trình tâm linh. Mới đây, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương và Hoa viên Nghĩa Trang Bình Dương đã phối hợp tổ chức đại lễ cầu siêu Tiết Thanh Minh. Đây là hoạt động thường niên đã được các đơn vị phối hợp tổ chức trong nhiều năm nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống uống nước nhớ nguồn quý báu của dân tộc Việt Nam, vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân và góp phần nguyện cầu quốc thái dân an, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Công ty Chánh Phú Hòa cho biết, đơn vị đã quy hoạch xây dựng các công trình trong khuôn viên như Đồng Vọng Nguyệt với kiến trúc cảnh quan đặc sắc, khu không gian tâm linh, tượng đài Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ hoàn thiện các công trình như khu song thân, khu họ tộc và khu mộ phần phục vụ nhân dân.